ECT đoạn 1 Sải trong đời vua asiru tức asiru kia mà cai trị trên 127 tỉnh, từ Ấn Độ cho đến Ethiopia, khi vua ngự ngôi vương quốc tại Susa, kinh đô người, nhằm năm thứ ba đời trị vì mình. Người bày ra một bữa tiệc yến cho hết thải quan trưởng và thần bọc mình. Đạo binh nước Ferraser và Medi các bậc sang trọng cùng các quan cai của hàng tỉnh đều ở trước mặt người. Trong nhiều ngày, tức trong 180 ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. Khi các ngày đó đã qua rồi, vua bày đại hết dân sự đang có ở tại Kinh Đô Sư Sơ, hoặc lớn hay nhỏ, một cuộc tiệc yến 7 ngày, tại nơi hành lang của Thượng Nguyễn tư bề có treo màng trướng sắc trắng, xanh lá cây và xanh da trời. Nhiều dây gai màu trắng và màu tím cột vào vòng bạc và trụ cẩm thạch. Các giường sạch bằng vàng và bạc đặt trên nền lót cẩm thạch đỏ và trắng, ngọc phụng và cẩm thạch đen. Người ta đãi uống bằng chén vàng, những chén nhiều thứ khác nhau và có ngự tử rất nhiều cho xứng đáng theo bực giàu sang của vua. Người ta uống rượu tùy theo lệnh truyền, chẳng ai ép phải uống. Vì vua đã truyền các thần tại cung điện, hãy làm tùy ý của mỗi người muốn. Hoàng hậu Vả Thi cũng đãi một bữa tiệc cho các người nữ tại cung vua Asheru. Qua ngày thứ bảy, vua uống rượu hứng lòng rồi bèn truyền cho mehuman bitha hoặc Bona na bitha abartha và cà cách tức bãi hoàng quan hầu trực vua asheru dẫn hoàng hậu vả thi đến trước mặt vua đội mão triều hoàng hậu đặng tỏ ra phép lịch sự của bà cho dân sự và cho các quan tưởng xem thấy vì tướng mạo bà rất tốt đẹp nhưng hoàng hậu vả thi không khứng đến theo mạng của vua truyền bởi các hoàng quan vua bèn nổi giận dữ phát nóng nả trong lòng vả thường khi vua có sự gì bèn hỏi bàn các người rõ luật thông pháp nhưng những quan kế cận vua hơn hết là các sena xê, xê thạc ác ma tha tarisi mê xe mạc tức bãi quan trưởng của nước Ferrasher và Mini, thường thấy mặt vua và ngồi bực cao nhất trong nước. Bây giờ vua hỏi chúng rằng, hoàng hậu vả thi chẳng có văn theo mạng lệnh của vua Asheru, cậy các hoàng quan truyền cho. Vậy thì theo luật pháp chúng ta phải xử bà thế nào? mu Căng thưa trước mặt vua và các quan trưởng rằng, vả thi chẳng những làm mất lòng vua mà thôi, nhưng lại hết thải những quan trưởng và nhân sự ở trong các tỉnh của vua Asheru. Vì việc này đồn ra trong các người nữ, khiến họ khinh bỉ chồng mình, nói rằng vua Asheru có biểu dẫn hoàng hậu vả thi đến trước mặt vua, mà nàng không có đến. Ngày nay, các vợ quan trưởng Phê-rơ-sơ và Medi mà đã hai việc hoàng hậu đã làm, cũng sẽ nói một cách với chồng mình rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận. Nếu đẹp ý vua, khá dáng chiếu chỉ chép vào trong sách luật pháp của nước Ferrer và Medi, chẳng hề thay đổi đặng rằng vả thi sẽ chẳng còn vào đến trước mặt vua Asheru nữa. Vua khá ban vị hoàng hậu của vả thi cho một người khác tốt hơn nàng khi chiếu chỉ của vua đã làm được truyền khắp trong nước vua vì nước thật rộng lớn thì các người vợ tất phải tôn kính chồng mình từ người sang trọng cho đến kẻ nhỏ hèn lời này đẹp ý vua và các quan trưởng vua bèn làm theo lời của Mê-mu-cam đã luận hạ chiếu cho các tỉnh của vua theo chữ và theo tiếng của mỗi tỉnh của mỗi dân mà bảo rằng mỗi người đàn ông phải làm chủ của nhà mình và lấy tiếng bổn xứ mình mà giải biểu